Dạ, thời gian đầu á, tụi em chưa có con á, Dạ. thì tụi em còn đi show bóp. Sau này tụi em có con rồi cũng cũng đi show bóp nữa, nhưng mà vừa đi cho làm show bóp mà vừa đi bán vé số á. À, dạ. Rồi một thời gian nữa thì cái làm nó show bóp nó bị cái thời gian nó chiếm nhiều quá đi, rồi em mới chuyển qua bán vé số không. Dạ. Rồi qua cái thời bán vé số không thì nó bị người ta lấy, người ta lường gạt mình hoài. Cái bây giờ em nghĩ em đi bán ba cái hàng tăm bông rồi này kia. Thì đó là anh Nghĩa. Vậy còn chị Quyên thì chị Quyên có đi làm gì không? Dạ, đó cũng làm massage. Dạ. Rồi có con rồi em cũng em đi bán vé số. Tại em nghĩ làm massage thời gian nhiều quá không có được gần gũi với con á. Dạ. Nghĩ vậy rồi em đi bán vé số. Mặc dù là mình có người chăm cho tới 6 tháng hoặc là một đôi, nhưng mà sau đó thì nó vẫn còn khóc, mình vẫn phải tắm rửa Rồi. thay đồ các loại thì Rồi, làm chăm sao sóc được. như thế Dạ. nào? Dạ, nhỏ nhỏ thì thay tã sao này kia chị? Dạ em thay tã bình thường vậy. Mà mình thay tã. Mình mò mò mình thấy rồi đút ăn cho con thì sao chị? Dạ đút ăn thì cũng mò cho miệng đó đó. Rồi À. đút vô. Nhưng có khi nào mình làm em bé bị sặc không vậy? Dạ không chị. Hay Đó. quá. Rồi có những cái lúc mà khó khăn, ví dụ như em bé bị bệnh hay gì rồi sao chị? Dạ thì em lo. Ví dụ như nóng sốt thì mình mò cái tay cảm giác được á, Dạ. mình lấy nước nóng lao cho bé. Là các anh chị toàn thấy là gần như mình làm được hết tất cả những sinh hoạt như những người bình thường. Dạ đúng rồi. Dạ. Nói Vậy chung thì là tụi em làm tất cả giống như người thường, nhưng mà có điều là nó hơi chậm thôi. dạ. Vậy thì rồi ở trong cuộc sống của mình có điều gì mà anh chị cảm thấy mình chưa có được trọn vẹn với các con của mình không? Ví dụ như em suy nghĩ là mình không thấy đường thì không bằng người ta vậy đó. Rồi nhiều khi con nó đòi đi chơi mình cũng không đưa nó đi được.